ô tô quay đầu ở đường hẹp khiến xe máy gặp nạn, nhưng netizen lại tranh cãi đúng sai. Một tình huống tai nạn gây tranh cãi khi các bên đều có lỗi. Theo đoạn clip camera nhà dân gần đây ghi lại, một tình huống gây tranh cãi khi một chiếc ô tô đang đậu bên đường chuẩn bị quay đầu. Không rõ do đường hẹp hay tránh nhiều phương tiện khác mà bác tài mất khá nhiều thời gian để quay đầu xe. Sau khi va vào một thùng rác thì chiếc xe dừng lại, thì từ phía sau một chiếc xe máy lấn làn để vượt qua trong điều kiện khuất tầm nhìn, không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm với một xe máy khác chiều ngược lại. Theo quan sát rõ ràng, ô tô mắc hai lỗi, đó là quay đầu xe không đúng nơi quy định và không bật đèn tín hiệu khi chuyển hướng. Còn xe máy đi sau thì quá vội vàng nên đã lấn làn trong điều kiện không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, chiếc xe máy còn lại còn phạm phải lỗi không làm chủ tốc độ. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.